Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 20 USDT token CF đến từ sàn CSwap và OKChain các bạn. Airdrop. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter đó. Kèo này khá là ngon nên các bạn cố gắng làm các bạn. Trên sàn CSwap.finance thì các bạn follow nữa. Các bạn bắt đáp lên. Sau đó thì các bạn follow tiếp Twitter của OKChain này các bạn theo dõi nha các bạn. Đây là một cái tweet chính thức của nó các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn vào đây các bạn tweet gia tăng ba người bạn nè. Các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn cho tweet nè các bạn. Các bạn tăng ba người bạn mình vào các bạn. Rồi. Sau lấy địa chỉ chi. Rồi, các bạn tăng năm người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn mở link phong tiếp tục rồi các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group kênh seller của nó các bạn. Rồi trên kênh group nó các bạn join vào nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp tiếp lại nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi trên kênh seller của OKS thì mình đã join rồi các bạn. Sau đó các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán nè các bạn. Cái này khá là ngon nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là link tweet thì các bạn mở tại Twitter tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar ta nè các bạn, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn dán vào link form này nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username tất cả các bạn đã join vào iGroup các bạn. Rồi thì username thì các bạn nhấp ba cạnh cùng nữa các bạn. Các bạn vào setting. Copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn gửi địa chỉ ETH ERC20 trên với MetaMask hoặc là chocolate cho các bạn nha các bạn. Con này được xây dựng trên mạng OKChain nha các bạn. Thì sau này nó về thì các bạn tích hợp mạng OKS vào các bạn. Rồi sau đó bạn kiểm tra thông tin một lần nữa có chính xác hết thì các bạn có thiếu không các bạn. Đủ hết thì các bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 20 đô nha. Từ sàn CSwap đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tụi mình nhé.